Cho các bản tin nhanh 24/7. Bỏ con lại một tuổi trên cầu, mẹ trẻ lao xuống tự vẫn. Sự việc đau lòng xảy ra vào 19 giờ ngày 15 tháng 1 tại khu vực cầu Kinh Tẻ, đoạn nối quận 4, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Nạn nhân là chị LTTA, 23 tuổi, ngụ quận 4. Vào điểm trên, chị A bỏ con một tuổi vào xe đẩy rồi đẩy bộ lên giữa cầu Kinh Tẻ. Khi tính giữa cầu, chị A bỏ lại cháu bé giữa cầu rồi leo qua lan can nhảy xuống kinh. Do sự việc quá nhanh và đột ngột khiến người đi đường không kịp can ngăn ứng cứu, người mẹ trẻ nhanh chóng bị nước chìm mất tích dưới dòng nước đen ngòm. Nhận được tin báo, công an phường 3 quận 4 đã có mặt để đưa cháu bé về trụ sở chăm sóc. Sau đó, người thân của cô gái cũng có mặt để nhận lại cháu bé. Phòng cứu nạn, cứu hộ, cảnh sát phòng chống chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh và cảnh sát phòng chống chữa cháy quận 4 đã huy động nhiều người nhái đến triển khai công tác mò tìm nạn nhân. Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy tại cầu Kinh Tẻ khoảng 50 m. Qua tìm hiểu, chị A có chồng vừa mất tích không lâu. Hiện nguyên nhân dẫn đến vị chị tự tử vẫn đang được làm rõ. Cảm ơn vị theo dõi clip này. Gặp lại vị ở clip kế tiếp. Nhớ like, share, nhấn subscribe.